Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Gần tối rồi, hôm nay em lại về thêm một chiếc đẩy B3 R309. Đấy, hàng bãi xịn nha. Và tình trạng đẹp gần như là mới. Úi giời ôi khiếp. Cái dòng B3 thì các bác biết rồi, tai tiếng thì rất là nhiều. Bệnh lỗi vặt thì nó còn tùy từng mẫu đen, tùy từng mã. Và như cái mẫu này thuộc trong những cái đời series mà lỗi của nó phải gọi là kinh điển. Thế mà em vẫn bán dám bán, thế mới ghê chứ nhỉ, đúng không ạ? Thì bên em nói luôn này, hàng bên em cung cấp đều được bảo hành best nhất phải từ 1 tháng và nâu nhất là 1 năm. Trung bình là bảo hành từ 6 tháng nha các bác nhá. Đây, B3 R309. Con này về trong tình trạng là đẹp gần như mới. Đẹp theo như bên em đánh giá thì đạt 92 đến 93% thôi. Nó không được đẹp tuyệt vời. Đấy gọi là về hình thức bên ngoài, còn bên trong của nó thì không phải nghĩ luôn các bác ạ. Về cái độ hoàn thiện và độ zin của nó thì cũng phải là tuyệt vời luôn. Và con đẩy này có cái mức công suất đầu ra các bác xem luôn đây nhá. 8 ohm là 360W, 4 ohm là 600W. Đấy. Được chưa? Tức là đạt đỉnh công suất đấy. Còn 8 ohm ở ngoài đạt đỉnh công suất bình thường là có 300W thôi. Đấy. ND Audio Manuner Factory này. Đấy. Cái này thì bên nhà cung cấp là họ dán sẵn tem bảo hành rồi. Đấy, nên là bên em bán hàng thì sẽ được bên nhà cung cấp bảo hành miễn bao cấp cho, tức là bên nhà cung cấp bán hàng cho bên em, họ bao cấp cho bên em là 1 tháng. Sau đó thì bên em bán hàng cho các bác, em bao cấp cho các bác là 5 tháng còn lại, thì tổng cộng là 6 tháng bán và bảo hành. Đấy, hỗ trợ đổi cho các bác nếu trong tình trạng có hàng để thay thế, trong trường hợp chẳng may có lỗi xảy ra. Thì đây là một chiếc cục đẩy B3 R308 3 kênh. Công suất đạt đỉnh là vào 360W trên một kênh. Tải 8 ohm và 4 ohm của nó là vào 600W một kênh. Thì phù hợp cho các bác đánh live show sự kiện nhầm. Phù hợp cho các bác đánh karaoke gia đình, cứ nhầm sang giới thiệu loa to rồi. Phù hợp cho các bác đánh gia đình. Đấy, với những cái dòng loa đạt được cái chất lượng của B3, ví dụ như cái đời 212 EZ 212, tức là đánh các loại loa bass 2530 40 của B3 cũng đánh được. Đấy, 40 như con B3 mà em nẻ một chiếc này thì là 500W, mà con loa này con đẩy này cũng đánh được. Đó. Vâng, chị cho xem vào đây. Con đẩy này 3 kênh nhá, ABC power này, đèn đóm rất là nhiều. Đấy. Máy bên trong tình trạng này gọi là mới cực kỳ luôn. Gần như là mới. 2 4 6 8 10 tụ. Đây, mạch dân yên hoa đây. Linh kiện này nó rất là chất lượng nha. Đó. Rất là xịn sò luôn. Con này thì bên em đang bán với các bác là 3.3 triệu nhá, bao ship. Và tặng cho các bác là 3 rắc đầu vào, 3 rắc đầu ra. Điện nguồn thì đây rồi, không tặng nữa. Đó. Đấy, ok. Thì giới thiệu cũng ngắn gọn thế thôi, bây giờ còn phải bơm xe đã. Cái này là loa này em? Cái này đẩy. Đấy, loa nó to kia. Đấy, con này đẩy. Đấy. Đây nha, giới thiệu các bác rồi. Bây giờ em sẽ phải bơm xe đã. Hẹn các bác trong clip lần sau, có gì em tiếp tục quay. Cái này thì không cần phải test đâu. Nói chung là các bác lấy hàng thì cứ yên tâm. Đấy, lỗi thì đổi mới trong 1 tháng hoặc bảo hành cho các bác 6 tháng. Đấy, có sẵn thì đổi, còn không có sẵn thì bảo hành thôi, đúng không ạ? Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Ok các bác nhá. Thì tiện đây em test thử luôn này. Đấy, kênh A nhá. Đang đánh cái chiếc V3 ES 215 3 mã. Bây giờ em chuyển sang kênh B này. Trong kênh B nhá, chuyển sang rắc này sang kênh C nữa. Con này cho các bác là đánh được một dây ăn 3 kênh hoặc một dây hai dây ăn 3 kênh. Đấy, hoặc là 3 dây ăn 3 kênh. Đấy nha, đánh theo kiểu ninh điếc gì tùy. Bác dùng B3 thì yên tâm nhé, đánh ít khi nóng lắm, quá bền,
mỗi cái nhiều đời nó cổ quá thì hay lỗi van thôi, vào mùa nổ lỗi van thôi, còn bình thường không bao giờ lỗi đâu. Đấy, kênh C này. Đấy, kiểm tra lại ra cắm thôi. Ok các bác nhá, các bác đấy thì alo cho em. Đấy. 0869809122 Vân Lộc. Ở địa chỉ thường trú là thôn Bình Hồ, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Bảo hành cho các bác 6 tháng. Nếu mà có hàng khác là lỗi là đổi, còn không có hàng khác là không đổi. Em sẽ hỗ trợ bảo hành. Đấy, series đây nha, số đây nha. Đấy. Chính hãng nha. Còn nhiều con nó kiểu nào mặt tên nó khác nhưng mà ruột máy y hệt như B3, nó cũng có cái tem này. Đấy, thì nó chính là B3 nhưng là phiên bản là làm OEM cho các thương hiệu khác. Bởi vì B3 như các bác biết rồi, Trung Quốc cực kỳ thịnh hành B3. Còn nếu như anh em nào hay các bác nào mua đẩy như thế này mà người ta nói là bãi Đức xịn nha, xem lại nha, không có bãi Đức đâu. Làm gì còn bãi Đức nào mà giá rẻ thế. Em nói thật, bãi Đức chưa gặp con nào cả, em còn chưa gặp con nào vào bãi Đức cả. Đức thì có mấy cái thương hiệu như là HK Audio hay gì gì ấy, nhưng mà không nói thật, những loại đó sờ vào cũng phải tiền cục, nhẹ nhẹ phải chục triệu, hơn chục triệu con đẩy là chuyện bình thường đấy, gọi là bãi châu Âu ấy. Nhưng các bác biết rồi, đời cờ rao máy thì yếu xìu xìu ấy mà đắt kinh người ra, đúng không? À, tiếng nó cũng bình thường, tiếng con loại ấy nó chỉ đánh mấy cái dòng JB gì biết thôi. Còn các bác đang dùng loa B3 mà sử dụng cục đẩy B3 nữa thì cũng phải nổ hết chất luôn. Riêng đẩy không biết là các bác mua bên nào, nhưng còn bên em bán là nói luôn nha, bảo hành ít nhất cho các bác 6 tháng. Lỗi nếu mà có con khác đổi ngay, không nên nhờ đổi ngay trong vòng 1 tuần. Còn nếu mà hiện tại em đang hết hàng hoặc là hết mã, hoặc là các bác muốn đổi sang mã khác, các bác liên hệ trực tiếp bên em. Đấy, em sẽ hỗ trợ đổi và như nào đó cho các bác trong thời gian sớm nhất, ngắn nhất. Đấy, bên em bán là nói thẳng luôn. Đấy, con này nhá, B3R309, 3,3 triệu, bao ship tặng cho các bác giấy giác phụ kiện đầy đủ, được chưa? Đầu tiền phụ kiện với giấy giác thôi đã vào gần 200.000 rồi, tiền ship nữa hơn 100.000 nữa. Các bác cứ trừ đi tầm 300 thì thành ra con đẩy có 3 triệu quá rẻ. Đấy, mà em to gan em dám bảo hành cho các bác tận 6 tháng mà bên cung cấp thì họ chỉ bảo hành cho em có 1 tháng thôi. Đấy, ghê không? Ok nhá, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau, có gì hay em tiếp tục quay review và giới thiệu chi tiết cho các bác cùng xem. Chứ mà những cái hàng này của các bác nghe thiên hạ đồn đoán nhiều rồi. Bên em thì chuyên săn những cái loại chất lượng như thế này, được không ạ? Bao zin nhá, bao zin cho các bác hoàn toàn yên tâm. Bên em bán hàng rất là thật luôn. Nỗi đổi ngay, không nói nhiều. Đổi ngay nhá. Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.